Mình với 3 điểm sau 3 trận đấu, còn Thanh Minh thì họ vẫn chưa thể giành được bất kỳ một điểm số nào. Và trận cầu của chúng ta cũng đã được bắt đầu. Các cầu thủ bên phía khu vực Quang Minh, họ là những người bảo vệ phần cầu môn bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn với bộ trang phục truyền thống, đó là áo vàng quần đen. Còn các cầu thủ Thanh Minh, cá ngang, sút ngay, đó là quả đá của Đinh Công. Thủ mang áo số 7, đội trưởng Vũ Hải và số 9 Vũ Ngọc. Uruguay cho tới điểm hiện tại vẫn đang làm tốt và làm tròn vai cơ hội của mình. Đây rồi! Và tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ bên phía Thanh Minh. Khi mà thế trận không có gì bất ngờ thì cao thủ áo trắng họ lại tìm được bàn thắng. Và đó là pha lập công của Ngắn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng vừa rồi. Tình huống lấy bóng tốt của Ngắn. Tình huống xử lý tốt của số 4 vẫn đang là Ngắn. Sút ngay, nhưng sau đó là quả đá không thành công. Đình Công cũng là người mang về tình huống kiến tạo giúp cho Ngắn mở tỷ số cho trận cầu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm. Tình huống súng Vũ Ngọc không vào. Cú đá rất tốt của số 9 bên phía được chuyền sai của Vũ Hải. Cơ hội dành cho Ngắn, sút bóng. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì sau ít phút nghỉ giải lao, chúng ta hãy cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận đấu ở vòng thi đấu cuối cùng của giải bóng đá giao lưu các khu phố phường Quảng Vinh tại Hà Nội lần thứ hai năm 2023. Rất nguy hiểm, đó là cú đá của Ngắn. Đường chuyền hay, cơ hội dành cho Quang Minh, sút bóng không vào. Đó là pha bỏ lỡ của Lê Kỵ. Đánh đâu? Bên phía đội bóng khu phố Thanh Minh. Sút ngay, cực kỳ nguy hiểm, bóng chạm cột dọc trong tình huống vừa rồi. Rất nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng thứ hai đã tới. Lần này đó là bàn thắng của số 10 Đinh Công. Chúng ta hãy cùng xem lại một tình huống tấn công rất tốt. Ông chính xác hơn đó là tình huống kiến tạo của mình, họ vẫn đang trung thành với lối chơi của mình. Họ vẫn đang bàn bật cực kỳ đẹp mắt nhưng hiệu quả thì vẫn chưa thấy. Được chuyền hay. Cơ hội đã đến với cao thủ bên phía Quang Minh. Lê Duy cá ngang không được. Đường chuyền rất hay của Lê Duy nhưng đáng tiếc ở phía cơ hội. Cú đá rất căng. Vẫn đang là cơ hội cho các cầu thủ bên phía Thanh Minh. Đáy biên trả ngược không được. Rất nguy hiểm. Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ. Mình vẫn chưa có được điểm số nào. Ngày hôm nay là một trận cầu rất cắc, dứt điểm không vào. Cú đá hay của số 7. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết là trận đấu cũng đã vang lên. Chiến thắng cuối cùng, trận đấu cuối cùng cho các cầu thủ Thanh Minh với tỷ số là 2-0. Số 10 Đình Công với hai tình huống kiến tạo. Và đến đây thì trận đấu giữa Thanh Minh và Quang Minh ở lượt trận thứ nhất vòng thi đấu thứ 5 của giải bóng đá các khu phố phường Quảng Vinh tại Hà Nội lần thứ hai năm 2023 cũng sẽ khép lại. Và quý các bạn thân mến, chúng ta